Địa Tạng Bồ Tát, con tên là Đỗ Thanh Hoàng, pháp danh là Quảng Nhiên. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng, khiến con sinh tâm cảm động, gọc lòng một dạ đối trước Ngài, xin được phát lời nguyện này: từ hôm nay đến tận cùng đời Vị Lai dẫn đến Ngài thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y nương tự Ngài. Từ hôm nay đến tận cùng đời Vị Lai dẫn đến Ngài thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ dùng trăm nghìn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài. Đại Thánh Địa Tạng ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót, chứng minh cho sự quy y và lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không quên mất. Hiện con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chứng sâu nặng của sinh. Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng tất cả chúng sinh và gia hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, nghiệp chướng tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo, đều sẽ mau chóng thoát ly sinh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tham gia cộng đồng Địa Tạng, con xin chọn một phẩm là phẩm thứ 12 kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyên, thấy nghe được lợi ích. Thứ 12, Đức Phật Phóng Quang tuyên cáo. Lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng sắc lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tuyến mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báo, tia sáng vòng tròn báo lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đỉnh môn phóng ra những luồng tia sáng như thế, xong lại nói ra những tiếng vi diệu mà bảo đại chúng rằng: này tám bộ chúng trời rồng, người cùng phi nhân vân vân lắng nghe, hôm nay ta đại ở tại cung trời đau lợi tuyên bày ngợi khen những lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những chứng quả thập địa của những sự rốt ráo không lui sụt nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Quan Thế Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, Ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ ở trong muôn đường ức thế giới, Ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân, bao nhiêu công đức và sức ai thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát, dầu cho các đức Phật ở trong thời quá khứ, thọ hiện tại và thọ vị lai nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khóc trong đại chúng rằng: Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở cuối mừng Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai, tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ bái Ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Ta Bà, những hàng trời rồng hoặc nam tử nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải thổ khổ trong sáu đường đều đường, nếu kéo nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay đến mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông, thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng thượng chánh giác, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu khi nhận khi nhân quả sắp thành thục và liền được Phật thọ ký cho. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng trời rồng vân vân mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, ông nên lắng nghe cho kỹ. Nay ta sẽ nói đó. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Hãy nghe thêm phước trời. Đức Phật bảo Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát: trong các thế giới về thời hiện tại và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đạ lạc nơi chốn ác đạo cùng vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát ngồi rồi một lần chiêm nghiệm, ngưỡng một lần ngưỡng lễ, thời các vị đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đại lạc vào ba ác đạo nữa. Huống như là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ
uống ăn vật báo chuỗi ngọc và bố thí cúng dường. Hồi người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi, người bệnh được lợi lại vài này nữa quán thế âm trong các thế giới và thọ hiện tại và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường như có kẻ khắp mạng chung đặng nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn chốn khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải nhà cửa vật báu y phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay và hạ vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báu vân vân thì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết là đủ, lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng đáng lẽ phải đọa vào chốn ác đạo, xong vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch. Tiên vong được phước lại này vài nữa này quen thấy em Bồ Tát về đời sau, nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào hoặc lúc còn bú mớm hoặc lúc lên 3 tuổi hoặc lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ cho đến chết mất anh chị em, đến khi người đó không lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến không rõ đại lạc vào chúng nào hay sanh về thế giới nào hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó như có thể tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nhận đến nghe danh hiệu của ngài rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ từ một ngày cho đến 7 ngày đừng thối thất tâm ban đầu nghe danh hiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường thời quyến thuộc đã sớm thức của người đó, nếu do ác nghiệp mà địa đạo vào ác đạo tính ra phải chịu xuất đến số kiếp nay, nhờ công đức tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường con cái dường của con gái hay của anh chị em nên liền nặng giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Còn như quyển quyến thuộc đã sớm khúc của người đó có phước lành đã sớm đã được sanh lên cõi trời cõi người hưởng thọ quả vui thù thắng vi diệu rồi thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp thân về bậc thánh cứu vô lượng quả vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng và chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ một số muôn biến sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát vô hiện vô biên thân mách cho người đó rõ nơi cõi hàng thân quyến sống quốc kia đã sanh về hoặc ở trong hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát hiện thần thông lớn tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến một muôn biến đến 1.000 ngày thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời hiện đời món ăn đồ mặc dư dật không có các thứ bệnh khổ cho đến các sự thầy bà còn không hề vào đến cửa hướng nữa mà đến nơi thân rốt ráo rồi người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát sai đảnh thọ ký nguyện lớn sớm thành lại vài nữa này quán thế âm Bồ Tát về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh muốn tu đạo vô thượng chánh giác muốn thay khỏi tâm giới, những người đó thấy hình tượng của bà nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y hoặc đem hương hoa y phục vật báu đồ ăn uống vân vân để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam người thiện nữ đó mau được thành tựu không bao giờ bị chướng ngại lại vài nữa ngày quán thế âm Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trong ngày muốn ức điều nguyện trong nhiều muốn ức sự và hiện tại cũng bị lai thời chỉ nên y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường thời khen hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế thời nguyện của như thế thời nguyện những chi và cầu những chi thảy đều thành tựu cả lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao liền đặng ngài Địa Tạng Bồ Tát sau đảnh thọ ký được trí huệ lại vài nữa này quen thế âm Bồ Tát trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa phát tâm và bất tư nghị muốn học muốn tụng kinh điển ấy vào gặp đặt bậc đặng bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập nhưng đọc rồi quên chạy đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được những kẻ thiện nam đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch cho nên ở kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng những hàng người này khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tất cả đồ ngoại vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống mặt xoay về hướng nam khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng uống nước xong phải cử ngũ tân rồi thịt tà dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày người thiện nam cùng thiện nữ đó trong nhất chim bao thấy Địa Tạng Bồ Tát thiện
thân vô biên dưới nước trên lãnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh. Ngọc Lan nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên. Một câu kệ nữa: tai nạn tiêu trừ lại vậy nữa. Ngài quen theo Bồ Tát về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ cầu chi cũng không tại nguyện, hoặc thân nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hung si, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ đến khoái nhiễu nơi thân, luôn trong giấc mộng thường phải kinh sợ những người như thế. Khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thờ những sự không tại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, điện đặt an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thảy đều an ổn vui vẻ. Hỏi hiểm nguy ngày lại vậy nữa. Này quán thế Bồ Tát, về đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn, cho đến giàu gặp lại hùng sói sư tử, nhưng tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đủ có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích thời giàu, nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng: ta xem Địa Tạng xuất ai thần chiếu số hàng ngày xa, khó tỏ trần thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không ngần, trời rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tận sẽ xa vào đường giữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân tuổi thọ thêm nhiều, trừ tội giữ trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà lớn không nghĩ đến đều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình cảm thương chim lễ biệt chẳng lành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, giàu xa ép thú cũng ra mau, nếu được không vui lòng kính ngưỡng thánh khí Bồ Tát cúi đầu trao Bồ Đề vô lượng, muốn tu hành mong ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng từ bi lớn trước nên chim để đại hình đại sĩ hình nghe tên quy y đứng trọn thành, cúng dường cung kính phát lòng thành nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng nặng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách muốn độ chúng sanh khỏi tay ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chúng nó làm mê, học đại thừa kinh khó, mọi bề y phục ăn uống chát ngoại phụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng cách một ngày đêm, bưng lấy uống canh lòng ân trọng, cử ngũ tân rượu thịt tà dâm cùng giới luống trong năm 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh chim bao, thấy rõ tôn dung hiện thức rồi liền đặng trí thông lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai nghìn vạn đời sau chớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ ai thần lớn thầm giúp người kia có hệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau cửa nhà hạ hạn, người lìa nhau ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chim để đè Địa Tại ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhẫn đến chim bao đều an ủi, quỷ thần phò hộ củ dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng cầm hú độc nguy chặt đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió nhiều nỗi gian khốn khổ khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng cũng dường kính lễ cùng nhà chim ngưỡng núi rừng biển cả. Có vào trong ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quan Âm lắng nghe ta nói rõ Địa Tạng vô lượng ai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi đáp giới rốt ráo thành Phật, sanh tử khỏi Quan Âm nên biết gắn tin bày truyền khắp hằng hà xa nhiều nước cõi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.